Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Trong cái video ngày hôm nay thì mình lên vườn thăm vải và qua cái vườn nhà ông chú mình đang cắt cam đây các bạn nhé. Cam năm nay là cũng chín muộn các bạn ạ, so với mọi năm nó chín muộn hơn khoảng tầm một tháng ấy. Đến thời điểm này thực ra nó còn chưa vào mã mấy này. Đó, đây còn những quả mà đã cắt được đây. Đây là cam hàng loại này cũng gọi là cắt xô nhé, vừa vai vừa, đây một số vai vai này. Đấy, một số vai vai này. Đây là cam vai này. Còn số loại đây là loại đẹp này các bạn này. Đây, cam quả càng nhỏ nhé thì chất lượng nó càng ok nhé. Cam này là một trong những cái cây chủ lực của Lục Ngạn nhé. Nhưng đến thời điểm này thì nó cũng hơi thoái trào. Phải chia sẻ luôn với các bạn là nó cũng thoái trào bởi vì nó cũng hỏng nhiều ấy. Đấy, nên là cái lượng diện tích cam thì cũng còn rất lớn nhé. Và so với mọi năm thì năm nay nó chín muộn hơn rất nhiều. Tầm này mọi năm thì nó đã rất là đỏ rồi. Nhưng mà đến năm nay các bạn nhìn này, trên cây nó vẫn còn vàng này, vẫn còn xanh này, vẫn còn đốm. Đây mới gọi là cắt tỉa thôi các bạn ạ. Đây, mời các bạn xuống vườn nhé. Và sau đó test cam luôn nhé. Hiện tại cam giờ đang bán tại vườn nên là gọi là xô xô này. Chứ còn nếu mà đẹp hơn là sẽ phải trên 50.000 một cân các bạn ạ. Cam này là cam đường canh nhé. Đây. Đây. Quả đây. Hôm nay là cắt xô hết rồi thím. Tính từ hàng vai xuống à? Từ à đó. Nói chung là chỗ này trong này cũng bị thưa hết rồi nhỉ. Đấy, cây này mọi năm là nó sẽ hỏng theo từng năm một các bạn ạ. 50.000 một cân. Cân quả. Có năm Tết, như Tết năm nay khả năng nó sẽ tăng giá hơn. Đấy, các bạn nhìn này. Đó, thời điểm bây giờ đang là giữa tháng 12 dương lịch rồi mà quả nó còn xanh như này mà. Đấy, đây là cam loại 1 này. Đấy, quả nó càng nhỏ này nhá thì chất lượng nó càng tốt nhá. Đấy, cam càng bi thì chất lượng càng ok nhá. Đó. Những cái cây này là cây hỏng này, hỏng này. Đấy, gốc hỏng này các bạn. Và đây giờ mới gọi là mới bắt đầu thu thôi. Cam đường canh mới bắt đầu thu thôi. Đấy, quả này. Còn ví dụ như để mà cây này nó đạt giá trị kinh tế thì nếu mà đạt thì nó rất là đạt, không cái cây nào lại bằng các bạn ạ. Nhưng đến khi mà nó hỏng thì không cây nào hỏng bằng nhanh như cây này. Đấy. Ở trong này có mấy cái cây này vừa thu quả xong thì chắc phải chặt đấy thím nhỉ. Thấy đờ phết đấy. Đây, đây vừa thu quả vừa chặt này các bạn này. Đó, như năm ngoái các bạn thấy là chỗ khu mình phá cũng rất là nhiều và nhà mình cũng phá cam đi rồi. Đây, đây như cam này cũng chặt cây này. Cái cây này hỏng này. Đó. Ví dụ một cây này mà đạt khoảng tầm một tạ quả thì nó rơi vào 5 triệu một cây các bạn ạ. Vì 50.000 một cân mà. Đấy, tạ quả 5 triệu một cây thì không cây nào lại bạn. Mà để được một tạ một cây thì nó cũng không khó các bạn ạ. Cây nó không khó. Nhưng quan trọng là có duy trì được không. Đây quả đây. Nhìn cà phê không. Đây, mình ra chỗ cắt luôn nhé. Còn nếu mà sai quá là phải lấy cái dây nó níu hết lên như này này. Đó. Đấy, cam nó tròn xe hết như này. Đây mới là cắt tỉa đầu tiên này các bạn ạ. So với thời vụ mọi năm thì năm nay nó chín rất là muộn nhé. Cắt được một xô thì rất là đơn giản. Quả này. Đây là cứ quả nào là chín hết là mới cắt thôi chứ. Nói chung là còn xanh rất nhiều nha các bạn. Đang cắt cam. Bên này là cây bưởi phía bên luống trên này là cũng bị hỏng hết này nhưng mà không phải. Đây, vừa ấy vừa chết cây đấy các bạn. Đấy thế mình nói là để mà cây cam là một cây nó rất là khó tính nhé. Làm thì rất là kinh tế, hiệu quả. Nhưng để nó duy trì thì công nhận đến thời điểm này cũng ảnh hưởng nhiều các bạn ạ. Đấy như cây kia nó bị hỏng rồi. Đó. Đấy, bây giờ mình mời các bạn thử test một quả nhé. Đấy, cam đường canh. Đây, mời các bạn. Đấy, nhìn vào vườn cam thì rất là thích. Được.
Nhìn các bạn nhìn nó thấy thích không? Màu mè quả cam nhìn nó đỏ rực luôn, nhìn rất là đẹp mắt. Như cái đang ở trên xô kia là đa phần là loại một hết đấy, có một số nó vai vai. Nói chung là quả vai thì nó sẽ quả nó to ấy, càng to thì nó càng khô. Đây, mời các bạn. Đấy, những nhiều như cây sai, cây to là đều phải có cái dây buộc này các bạn này. Đấy, cái dây buộc này, dây buộc và níu lên đấy, bởi vì nó rất là nặng mà cành nó đây nó dẻo nhé, để nó chống gãy chống ủ nhé. Còn như năm nay gần như là vườn này không phải chăng, không phải buộc mấy, chắc chỉ có một vài cây thôi đấy. Để mời các bạn ra phía xuống dưới này xem sao nhé. À, đi một vòng rồi xong đó mời các bạn sẽ test thử chất lượng như này, nó rất là ok rồi. Đấy, tức là vườn năm nay thì cái cây này nó thứ nhất là nhiều cây không đẻ ra quả này các bạn này. Đó, không đẻ ra quả này. Đấy, khu bên này thì rất sai này. Khu bên này thì vừa chết nữa này. Đấy, khu bên này chết thì thưa nhưng quả này cũng rất là nhiều. Đấy. Quả rất là đẹp. Nếu mà quả mà nó cây mà nó khỏe, quả nó rất nhìn thích mắt lắm. Đấy, như cây này thì phải được hàng tạ này các bạn này. Đấy, cây này được hàng tạ này. Đấy, có dây níu lên này các bạn này. Đó, cái dây níu từng cành một nhé. Cái cây nó rất là to, tán nó rất là rộng. Đấy, còn cành này thì hỏng này. Đấy, cành này nó đơ, nó chín ngược ấy. Cây này nếu cây này phải được hàng tạ luôn các bạn ạ, hàng tạ quả luôn đấy. Đấy, mỗi xô là nó hơn chục cân rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mời các bạn test thử một quả nhé. Thu hoạch cam thì nó cũng rất là dễ các bạn ạ, thu hoạch này cắt cam nhàn nhất trong các loại đấy, so với cả táo vải rồi thì các thứ là nhàn nhất đó. Đây. Cắt để được mấy tạ cam thì cắt một lúc rồi. Đóng nhanh, cắt nhanh. Đấy, đây, và hái quả luôn nhé các bạn nhé. Đây, quả này. Nó gọi là cam đường canh các bạn ạ. Gọi là mới bắt đầu vào mùa thôi. Đây. Đây. Mình mời các bạn luôn này. Đây, quả này, ngon. Cái quả mình qua quả mình vặt này có cảm giác quả nó còn không ngon mấy. Cuống nó càng vỏ nó càng mỏng nhé. Được rồi. Quá là ok luôn. Đây, giới thiệu ông trẻ chủ vườn nhà mình vừa đi thổ cam ra vựa xong. Chú thổ bằng cả bằng cái sọt vải này á. Cả sọt luôn á. Được mấy tạo á? Được ra quý thế thì ăn rồi. Đấy, đây mỗi xốp này được khoảng tầm 30 cân không? Hơn 40 cân à? 4-5-20 2 triệu một xốp này các bạn ạ. 2 triệu đồng nhé. Đấy, tức là bán luôn tại vườn là khoảng giá khoảng 2 triệu đồng một xốp này. Hơn 2 triệu, hơn 40 cân. Nặng lắm. Cái hàng vai này ra nó chọn riêng như thế không? Xô hết à? Đấy. Bây giờ lại chạy dọc đường để tìm xốp á? Giờ mới lại còn thấy nữa. Đây, mời các bạn. Ăn thử rồi, ngọt. Đấy, cho anh Liên test luôn ở trên soạn đây này. Thử test xem là có ngon không. Tay làm sao ấy? Em tay bánh tay. Đây quả này mới ngon này, thanh niên này. Chọn quả, nếu chọn quả ngon thì cứ chọn quả này các bạn nhé. Cam đừng, nếu quả to các bạn đừng chọn quả này. Hai quả thì các bạn chọn quả nào cũng nhỉ, thì phải chọn quả này ăn này. Và quả này nếu mà giá mà cứ đều như này, giá nó khoảng tầm 70.000 một cân các bạn ạ. Còn như cứ đều như này thì nó chỉ khoảng 20.000 một cân thôi. Thì hàng này nó bị khô
nội là hàng vai mà. Đấy, nên là kinh nghiệm chọn cam các bạn nhé. Chọn quả mỏng vỏ. Đây mình bóc thử luôn cho các bạn nhìn này. Đây nhá, mỏng vỏ này. Vỏ lúc nó mỏng còn như như tờ giấy luôn. Quả này thực ra là cũng đã mỏng rồi nhưng mà như chưa được như tờ giấy. Này, đấy, rất là mỏng luôn này. Đó. Và nó rất là mọng nước nhé, cam này rất là mọng nước, nó gọi là đường canh mà. Và nó ngọt, ngon. Đó. Đây. Đó. Ăn nó không ngọt sắc quá nhé, nó vừa vừa thao thảo, nó rất là thích. Nó không chua. Và nước của nó mọng đây các bạn nhìn này. Đấy, đấy, đấy. Rất là ok. Mỗi tội là cây khó tính các bạn ạ. Cây cam là cây có múi, cây khó tính. Còn nó không phải dễ dàng như cây vải, những đồi vải của anh em mình đấy. Thì làm cảm giác nó ok hơn. Còn cam thì làm cũng ok nhưng giá trị kinh tế cao, nhưng mà mỗi tội là khó tính và làm nó hay bị hỏng cây. Đến thời điểm này cái diện tích cam của Lục Ngạn còn rất nhiều các bạn ạ. Rất nhiều. Phục vụ cho bà con cả nước rất nhiều. Tuy nhiên là cũng bị thu hẹp, cũng tương đối các bạn nhé. Bởi vì như mình đã nói, nó là cái cây khó tính này. Vườn cam nào ở lùng quanh gốc, lùng quanh đám cũng có chất hàng đống cây lên. Đó là những cành nó bị bệnh, cây nó bị bệnh, nó bị yếu, bị chết đấy. Đó. Giờ cắt xong là lại trở ra tiếp. Bốn mươi cân mà, hơn 40 cân. Cắt gọi là cắt điểm điểm thôi chứ không phải là cắt hết được. Ra chưa còn chuyến này nữa đâu, đây còn đang ra rồi. Để nhụm chùm cam này các bạn nhìn, chùm đẹp không? Đó, rất là ok, rất là đẹp luôn này. Đó. Qua con nào? Rồi mà cũng dễ. Chú giải xuyên, à chú giải hoạn như này. Để hoạn này ăn. Rượu mà không say thì không phải khó lê được. Còn của các bạn cam ở các vùng, các miền khác thì bán được chưa các bạn ơi? Giá cả có ok không? Đấy, còn cam quýt chỗ mình thì nhiều anh chị vẫn cứ trêu là cam cam sổ đỏ, nhưng thực tế là cam vẫn đem lại thu nhập rất tốt cho bà con đấy nhé. Cứ duy trì được là rất là ok. Đấy, còn nếu mà không duy trì được thì chuyển đổi thế thôi, lại trồng cây khác. Đấy, chúc bà con trồng cam, trồng các loại cây ăn quả được mùa được giá, bán giá cao, giá cứ năm trên dưới 50.000 cam nên là rất là ok rồi. Không thể cam sổ đỏ được. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn anh chị.